Mỹ là niềm ao ước của biết bao du học sinh Việt Nam. Thì trong chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng chia sẻ với bạn Tường Vi vừa mới tốt nghiệp ngành du lịch khách sạn tại trường Tài chính Marketing Thành phố Hồ Chí Minh. Thì Tường Vi đến với chương trình hôm nay sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế làm sao có được visa Mỹ. Xin chào Tường Vi. Dạ, em chào chị và các bạn. Tường Vi có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của em cho các bạn biết được hay không? Dạ, em tên là Trần Lê Tường Vi, em năm nay em 23 tuổi và em mới tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, ngành nhà hàng khách sạn của trường Tài chính Marketing. Thì qua Mỹ em sẽ học chương trình gì? Dạ, em sẽ học tiếp ngành MBA tại trường đại học Austin. Ngay lúc đầu là khi mà trong suốt quá trình mà em học đại học ở Việt Nam thì em thấy rằng là có nhiều kiến thức em không có được tiếp cận. Và khi mà em đi thực tập thì em thấy rằng là có rất là nhiều người quản lý họ phải có cái kinh nghiệm thì người ta mới có thể quản lý được. Cho nên đó là khi mà em học xong em có ý kiến ba má thì ba má em cho em đi học tiếp ngành quản trị kinh doanh MBA ở bên Mỹ. Khi mà em chọn Mỹ thì em nghĩ rằng là em do là tại vì em không có bà con mà em cũng được biết nhiều là cái giáo dục Mỹ rất là tốt, cho nên em đã chọn học ở bên đó. Mà cái kiểu bang Texas đó thì chung là hiện giờ em cũng có một người bạn đang học ở bên đó và cũng học ngành này, và cho nên giới thiệu em học tại trường đó. Tiểu bang Texas thì theo như em biết là cái khí hậu nó tương đối là nó nóng, chứ nó cũng giống như Việt Nam của mình, là em không có chịu lạnh được cho nên em ở đó. Với là một phần nữa là em có nghe nói là tiểu bang này đó là cái ăn rất là ít tội phạm, cho nên em nghĩ là nó sẽ yên tâm hơn khi mình ở đó một mình. Qua đâu em biết được dịch vụ của Tân Đại Dương? Dạ, công ty Tân Đại Dương thì rất là nổi tiếng tại vì em coi trên rất là nhiều kênh như TV, và em cũng có người bạn khi mà bạn em học thì bạn cũng nói là khi mà làm giấy tờ thì nên đến Tân Đại Dương, tại vì ở đây là các anh chị họ chỉ dẫn rất là tận tình. Khi mà em làm giấy tờ thì chị Thúy là người chỉ dẫn cho em. Lúc đầu chị Thúy nhìn cũng hơi nghiêm cho nên em nhìn cũng hơi sợ, nhưng mà khi mà em tiếp xúc với chị Thúy thì chị Thúy rất là dễ thương. Dạ, rồi trong suốt quá trình em học thì em học chủ yếu là với anh Khôi là nhiều. Anh Khôi thì tính hài hước mà em cũng hay nói chuyện với anh, tại vì nhà em với nhà anh Khôi cũng gần. Rồi anh cũng nói cho em nghe nhiều cái kinh nghiệm khi mà đi học ở bển. Trước Tết thì em có được công ty xếp cho lịch để em được nói chuyện với anh giám đốc Bảo Anh. Thì anh là một người rất là tâm lý, anh chỉ dẫn cho tụi em rất là nhiều. Anh nói là phải là tự tin thì mình mới có thể là mình có thể đậu visa. Thời gian mà em có visa đến ngày hôm nay là từ lúc mà em tìm hiểu thông tin đến khi có visa thì em khoảng là 2 tháng. Nếu như mà em có bạn bè hay người thân mà đi du học thì em nghĩ là Tân Đại Dương sẽ là nơi để em giới thiệu. Tại vì em nghĩ rằng là ở đây là một môi trường rất tốt mà anh chị đã giúp đỡ tụi em rất là tận tình. Thì em đã có visa rồi thì em hãy chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế mà em đã trải qua cho các bạn được hay không? Dạ, là trước khi mà em đi phỏng vấn thì em có coi rất là nhiều cái clip là nói về cách phỏng vấn như thế nào. Thì khi mà em gần tới ngày phỏng vấn thì em được gia đình với bạn bè khuyên là nên cứ tự tin mình là chính mình thì mình sẽ dễ dàng mình thuyết phục với lãnh sự quán hơn. Đừng có nghĩ rằng là dòng chỉ cần một chút may mắn, đôi khi may mắn cũng chỉ cần một chút thôi. Nhưng mà bản thân của mình là tự cố gắng. Khi mình đi thì mình nên mặc những bộ đồ gọi là mình thoải mái, thể hiện được tính cách của mình. Tóc tai thì gọn gàng một chút là được. Qua sự chia sẻ của Tường Vi thì chúng ta cũng có một phần nào đó kinh nghiệm để có thể là rút ra để mình tốt hơn trong quá trình đi phỏng vấn. Thì nếu mà các bạn muốn biết thêm nhiều chia sẻ của những bạn khác thì các bạn hãy truy cập ngay website tindaiduong.edu.vn. Thì Tân Đại Dương xin cảm ơn Tường Vi. Dạ, em cảm ơn chị.